Xin chào các bạn, đây là một cái lưu ý khi mà các bạn đặt hàng chiếc vàng Nick FE80 Luxury. Khi mà các bạn bấm vào mua thì bên mình sẽ có hai tùy biến để các bạn chọn. Đó chính là chọn để sử dụng vang với âm ly hay là vang với cục đẩy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đây ạ. Ví dụ các bạn sử dụng vang với cục đẩy nhá, thì cái dây đi kèm theo bên mình tặng cho các bạn nó sẽ phải là dây này. Một đầu cao nâng âm và một đầu cao nâng dương thì bạn có thể cắm. Đây là hai đầu cao nâng âm này, bạn sẽ cắm vào phía sau vang này. Còn giác này bạn sẽ cắm vào cục đẩy. Và nếu âm ly bạn chọn đúng vào âm ly thì là một đầu cao nâng âm này sẽ cắm vào phía sau vang này. Hai dây này sẽ gắm vào cái phía đằng sau có âm ly. Đấy, đấy là lưu ý. Nhiều bạn khi mà đặt hàng thì bạn không để ý, bạn cứ nghĩ là hồi chọn cái nào được về vẫn cắm được hết. Tuy nhiên là nhiều bạn đang sử dụng âm ly nhưng mà bạn lại chọn cái dây cục đẩy. Nhiều bạn đang dùng cục đẩy để chọn dây âm ly, nên là khi mà các bạn nhận hàng về các bạn bảo là shop gửi không đúng cái dây là rất là phức tạp các bạn nhé. Đấy là do các bạn chọn. Các bạn lưu ý hộ dùng mình là bấm vào chữ mua sẽ có hai tùy biến là sử dụng với âm ly hay sử dụng với cục đẩy, chọn chính xác để bên mình gửi đúng dây cho các bạn nhé. Còn trong quá trình các bạn sử dụng dòng vang này, đi kèm theo bên mình có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cách kết nối với bộ âm thanh, và thêm nữa đó chính là trong vòng 18 tháng bảo hành các bạn bị vấn đề gì hay là cần tư vấn gì về kỹ thuật, cần trợ giúp gì, hãy nhắn tin bên mình qua TikTok Shop để bên mình hỗ trợ các bạn.